Ban đầu, Đức Chúa Trời tạo dựng nên muôn loài vạn vật. Ngài tạo nên người nam, đặt tên là Adam, và dùng xương sườn của người nam tạo nên người nữ, đặt tên là Eva. Cả hai cùng sống trong vườn Eden, hay còn gọi là vườn địa đàng. Họ được quản trị muôn loài vạn vật và ăn mọi trái cây trong vườn, trừ cây biết điều thiện và điều ác ở giữa vườn, vì ăn vào chắc sẽ chết. Nhưng rồi Satan với hình hài con rắn đã cám dỗ Eva ăn trái của cây này, rằng ăn vào sẽ không sao đâu, ăn vào sẽ bằng với Thiên Chúa. Eva nhớ lời dạy của Thiên Chúa, được phép ăn mọi trái cây trong vườn, trừ cây biết điều thiện và điều ác, nên nàng cũng phân vân. Nhưng qua lời ngon ngọt của Satan trong hình hài con rắn, Eva đã siêu lòng và ăn trái của cây này. Khi gặp chồng mình là Adam, nàng chia cho chồng mình ăn nữa. Từ đó hai người thấy mình lõa lồ và hổ thẹn với Đức Chúa Trời bởi sự trần truồng của mình. Vì sự không vâng lời mà Đức Chúa Trời đã đuổi Adam và Eva ra khỏi vườn địa đàng để sống trong thế gian. Họ sinh được hai người con là Cain và Abel, một người chăn nuôi và một người trồng trọt. Abel vâng lời Chúa, dâng của lễ theo đúng ý của Ngài nên được nhận, còn của lễ của Cain thì không. Vì lòng ganh tị, Cain đã giết em trai mình, và từ đó tội lỗi đã vào trong thế gian, dẫn đến con người ngày nay ngày càng phạm tội nhiều hơn, áp bức bóc lột, giết hại lẫn nhau, kẻ mạnh đàn áp kẻ yếu, nước lớn mạnh đánh chiếm nước yếu hơn, và bắt làm nô lệ, đem đến sự đau khổ lầm than, con người chìm trong tuyệt vọng, bất an và lo sợ. Con người chỉ biết kêu cầu Chúa cứu rỗi linh hồn họ. Đáp lại lời kêu cầu đó, Đức Chúa Trời đã hứa sẽ ban đấng cứu thế đến để cứu và giải thoát con người khỏi tội lỗi. Tại Nazareth, thuộc xứ Galilee, có một trinh nữ tên là Mary, là một người nữ sống đẹp lòng Chúa, có người chồng đính hôn tên là Joseph. Chiều đầu giấc buồn màn đêm về phủ che mặt non, hàng cây cỏ đứng buồn mình xuân âu yếm xa mờ. Từng dòng người đi cùng đi về phía chân trời tối, cùng mang về biết bao vò nước nước mắt ngon. Lúc này, có thiên sứ Gabriel được Đức Chúa Trời sai đến báo tin cùng Mary rằng nàng sẽ mang thai đấng cứu thế là Christ, là Chúa. Chúa bên người, xin thưa là điều gì, điều ấy có nghĩa
Chúa Trời và sẽ chịu thôi và sinh một trái để xem là Christ. Tên là Giê-xu, được thụ thai bởi Đức Thánh Linh. Tên là Giê-xu, sau khi thiên sứ báo tin Marie về đã mang thai, và điều này làm Joseph muộn phiền vì chưa hề ăn ở cùng nàng. Joseph chồng nàng là người công chính, không muốn bêu xấu nàng nên định âm thầm từ hôn. Đang khi Joseph ngẫm nghĩ về việc này thì một thiên sứ của Chúa hiện đến với ông trong giấc chiêm bao và truyền rằng: đừng buồn lo chi, hỡi Joseph ơi, hãy vui mừng lên vì ngươi được ơn. Từ khi xưa nơi vua David, một dòng dõi lớn đã hứa đơn tròn. Để đấng vinh quang là Chúa yêu thương hạ sinh. Nơi người phụ nữ, người đã hứa sẽ ở bên từ nay về sau. Hãy cùng vui mừng lên để đón Thiên Chúa, người sẽ cứu vớt nhân loại. Là đấng thiên vương, là Chúa yêu thương tội nhân. Nơi người phụ nữ, người đã hứa sẽ ở bên từ nay về sau. Hãy cùng vui mừng lên để đón Thiên Chúa, người sẽ cứu vớt nhân. Là đấng thiên vương, là Chúa yêu thương tội nhân. Là Giê-xu, là Thiên Chúa. Khi tỉnh giấc, Joseph đã thực hiện đúng như điều thiên sứ của Chúa đã truyền và cưới Marie làm vợ, nhưng không ăn ở với nàng cho đến khi nàng sinh một con trai và đặt tên là Giê-xu. Lúc ấy, Caesar Augusta ra chiếu chỉ kiểm tra dân số trong khắp thiên hạ. Mọi người đều phải trở về nguyên quán để đăng ký. Vì Joseph là dòng dõi nhà David, nên cũng từ thành Nazareth, miền Galilee, lên thành David, gọi là Bethlehem, thuộc xứ Jude, để đăng ký tên mình và tên Marie, người đã đính hôn với mình, đang có thai. Dù dần đường xa xôi, vỡ lắm lúc khó khăn, ta sẽ luôn ở bên nhau mãi không rời. Đường dài đường xa xôi, cùng nhau đến Bethlehem, nơi đó sẽ hạ sinh con trẻ Chúa hứa cho mình. Bước đi về Bethlehem, này hỡi Joseph ơi. Bước đi về Bethlehem, này hỡi Joseph ơi. Đường dẫu có tối tăm, hãy yên lòng em nhé, vì dẫu có khó khăn, ta sẽ luôn. Hãy
ngày hãy xa xem ơi. Đừng dẫu có tối tăm, hãy yên lòng em nhé, vì dẫu có khó khăn ta sẽ luôn bên nàng. Lòng sẽ cứ vâng tin Chúa là mối nhu yêu, ngày hứa sẽ dẫn đưa và chăm sóc cho đôi mình. Bước đi về bên em, ngày hãy xa xem ơi. Bước đi về bên em, ngày hãy xa xem ơi. Bước đi về bên em, ngày hãy mang gì ơi. Lúc bấy giờ ở phương Đông có mấy nhà thông thái giỏi chiêm tinh, thấy trên bầu trời thành Bethlehem xuất hiện ngôi sao sáng lạ thường, biết rằng có một vị vua lớn sẽ ra đời tại nơi đây, nên họ theo ánh sao dẫn đường mà đến tìm cầu Chúa, dâng lễ vật và chiêm ngưỡng con trời. Chúng tôi vua từ miền đông xa vời, thấy ngôi sao ngài soi sáng rạng ngời. Vương rừng hoang sông núi rồi ánh sao đến tôn vua đời đời. Ô ánh sao đêm nay khi thấy dịu thay, lòng lay tia hòa kim về đây. Miền trời đây sao dám chúng tôi đến trong chân quang vào nơi dự vi. Cũng trong vùng ấy có mấy người chăn chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên. Một thiên sứ của Chúa hiện đến với họ, vinh quang của Chúa chói rạng xung quanh nên họ rất sợ hãi. Nhưng thiên sứ bảo họ rằng: đêm hôm nay Chúa giáng sinh nơi chuồng chiên cô đơn nghèo hèn, không nguy nga hay chốn cao sang, ngài đã bước đến giữa trần. Đêm hôm nay Thiên Chúa sinh ra, ngài mẫn cô thân loài người. Hãy cùng ngài ca Chúa đấng yêu thương hạ sinh. Hãy cùng ngài ca Chúa đấng yêu thương hạ sinh cho muôn dân. Nơi xa xôi bà sĩ phương đông cùng dân kim hương mộc xưa, nơi hoan vũ
thiên sứ loan tin một đồng đến cung kính tôn thờ. Giêsu Christ nơi đã sinh ra, Ngài là vua trên hết mọi vua. Hãy cùng Ngài ca Chúa đấng yêu thương hạ sinh. Hãy cùng Ngài ca Chúa đấng yêu thương hạ sinh. Hãy cùng Ngài ca Chúa đấng yêu thương hạ Lúc bấy giờ, có muôn vạn thiên binh cùng với thiên sứ ngợi ca Đức Chúa Trời rằng: Sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất, ân trạch cho loài người. Thank you.